Chào các bạn, trên tay mình đây là một chiếc máy hút bụi cầm tay mini. Mình mua trên Shopee giá 135 ngàn. Mình vừa mới nhận được và mình khui hộp ra và mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn. 135 ngàn mình nghĩ là giá rất là rẻ. Để bên cạnh đây đã, mình muốn chia sẻ thêm với các bạn một thông tin bên lề, đó là trên kênh của mình cách đây tầm khoảng 1 năm rưỡi. Một năm rưỡi, chính xác là tầm khoảng 1 năm rưỡi. Tháng 12 năm 2022 mình có mua cái chiếc máy hút bụi cầm tay như thế này trên Shopee với giá 229.000. Mình cũng đã có chia sẻ với các bạn trên kênh của mình rồi, các bạn có thể xem lại. Tuy nhiên là sau 1 năm rưỡi sử dụng thì chiếc máy này nó đã bị hỏng rồi. Mình đã kiểm tra, nó đã bị hỏng pin, cái quả pin của nó đã bị hỏng, hỏng và cần phải thay thế quả pin mới sử dụng được. Nó rất là to, máy này, chiếc máy này to hơn rất là nhiều nhá. Nó sạc, đợt ban đầu mình tưởng nó bị hỏng sạc nên là mình đã mua một cái dây sạc khác về, nhưng mà tuy nhiên là mình mua về xong mình mới phát hiện ra là không phải là hỏng cái dây sạc các bạn. Nó dùng một quả pin là 7,4 V sạc của dây sạc như thế này đấy, cầm USB chuyển sang thì nó bị hỏng quả pin này bây giờ phải thay thế thì mới sử dụng được. Thì quả pin mình cũng xem trên Shopee, quả pin 7,4 V 2000 mAh nó có giá tầm khoảng 6-70 nghìn gì đấy, mà thêm tiền ship nữa thì mình thấy là hơi không đáng lắm, hơi đắt, cho nên là mình tạm thời mình bỏ cái này ra đây đã, mình mua một chiếc máy hút bụi mới đấy. Cái máy hút bụi kia thì mình chia sẻ với các bạn rồi, nó sử dụng được khoảng 1 năm rưỡi để hỏng pin. Thì hôm nay mình mua một chiếc máy hút bụi mới Tamashio, quảng cáo là Made in Japan, Nhật Bản đấy. Mình sẽ bóc hộp luôn cho các bạn xem. Xem nào, đây có thông tin gì không? Model là HL107 với cleaner. Đấy, trọng lượng kích thước này, đấy, rất là nhỏ, mình sẽ bóc hộp luôn. Đấy, các bạn xem, bóc hộp luôn bên trong hộp đây. Chiếc máy hút bụi cầm tay khá là nhỏ. Đây. Tamashio, đấy, Made in Japan, sản xuất Nhật Bản luôn, hàng Nhật Bản hàng xịn mà 135.000 thì mình nghĩ là quá rẻ rồi. Xem tiếp theo xem bên trong này nó có cái gì nhá. Đầu hút này, một loại đầu hút này, hai loại đầu hút này, tiếp theo này mình có cả một cái đầu này là một cái đầu thổi đấy, đầu thổi đấy, vừa hút vừa thổi, hai chức năng. Tiếp theo một cái đầu đầu thổi nữa này, đầu hút này, đầu hút này, này có khá là nhiều đầu hút, có đầu hút các kiểu luôn, mình bỏ lại bên đây đấy. Và một cái dây sạc USB cắm vào cổng sạc USB và output DC 8,4 V. Như vậy là cái dây sạc này nó cũng giống như cái dây sạc của cái máy hút bụi cũ mình sử dụng kia, một đầu USB còn một đầu là DC 5,5. Tiếp theo mình còn có một cái đầu chuyển đổi, cái này chắc cái adapter chuyển đổi của cái đầu hút, đó là mình sẽ nghiên cứu. Ngoài ra thì hết rồi, đây là một cái tờ thông tin hướng dẫn sử dụng đấy, hướng dẫn sử dụng của nó đây, hướng dẫn sử dụng của nó đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái máy đi. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của cái máy hút bụi này. Các bạn thấy kích thước rất nhỏ gọn này, cầm tay giống như một cái máy khoan tay vậy đấy, nhỏ hơn cái máy hút bụi kia rất là nhiều. Xem nào, bên ngoài chế tạo thì cũng khá là chỉn chu, nhìn cũng khá là mượt đấy. Các bạn nhìn kỹ này, ở đây ghi là Made in Japan nhưng mà mình nghĩ là hàng Trung Quốc thôi, phách phách luôn cả chữ luôn. Đây, phía dưới này mình có cái cổng sạc đây, đấy, cổng sạc DC mình cắm vào đây, cổng sạc ở phía dưới này. Đấy, chỗ tay cầm này thì mình có một cái nút cao su này, đấy, còn nút cao su cầm tay này ấn ở đây này. Đằng sau này là cái quạt lỗ thoát gió này, đằng trước hút vào này, đúng không? Mình chạy thử thế nào. Lực hút mình thấy khá là mạnh nhé các bạn nhé, nếu mà cảm giác mình để tay như này thì nó mạnh hơn cả cái máy hút to mà mình mua lần trước nhé. Ở đây thông số kỹ thuật ấy, mình thấy ở đây rằng là nó dùng quạt pin 7,4 V thì giống như kia là công suất 120 W này đấy, về cleaner. Mình nghĩ là hàng này hàng Trung Quốc thôi, đây, toàn chữ Trung, hướng dẫn là sử dụng Trung Quốc cái này. Đây này, đây mình thấy nơi sản xuất đây này, đây này các bạn nhìn thấy nơi sản xuất này, Trà Trang này, Trà Trang này, đây là hàng Trung Quốc thôi chứ không thể nào là hàng hàng Nhật xịn được. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử xem là những cái đầu hút này nó có thể lắp được như thế nào nhé. Đầu hút này các bạn có thể lắp một cái đầu này này, đấy, có thể hút đúng không? Mình đánh giá là lực hút rất là mạnh. Họ quảng cáo thông số hút là 9.000, lực hút là 9.000 Pascal. Đấy, chính vì có can lực hút rất là mạnh. Thế đầu này các bạn có thể lắp cái chổi này vào đây không? À được, đấy các bạn có thể lắp thêm một cái chổi này, vừa quét vừa hút này, đấy, vừa quét vừa hút này. Hoặc là các bạn có thể lắp cái đầu này,
Là cái đầu này ở đây đúng không? Mình xem có phải không? À không phải. Đầu này thì khả năng phải lắp trực tiếp vào. Mình nghĩ là cái đầu này mình lắp trực tiếp vào đây. Chính xác là cái đầu này lắp trực tiếp vào đây. Đầu này lắp trực tiếp vào đây. Ok các bạn. Hút khá là mạnh. Đấy. Đầu này lắp trực tiếp vào đây này. Đấy, hai này đi với nhau này. Ngoài ra mình thấy có mấy cái đầu này để xem đầu này đầu hút hay đầu thụt như thế nào. Như vậy là đầu hút là mình sẽ có mấy cái đầu vuông này. Còn muốn đầu thổi thì chắc chắn là mình sẽ phải tháo cái này ra. Để mình sẽ tháo này, xoay này, cái này cơ cấu xoay này. Tháo ra, đấy, tháo ra. Thì ở trong này mình sẽ có một cái màng lọc. Vừa hút mới đã thấy hút thì tí tóc vào đây rồi. Có cái màng lọc này. Cái màng lọc là cái màng lọc mà có thể tháo ra rửa được. Bình thường các bạn vệ sinh lấy cái chổi, các bạn vệ sinh bụi ở đây và các bạn có thể rửa được trường hợp nó bẩn quá. Trong này nó có một cái miếng cao su gọi là van một chiều tránh bụi đổ hoặc bị rơi ra ngoài đấy, cái này có thể rơi ra các bạn có thể lắp lại được đấy, cái màng lọc này các bạn lắp đây rất đơn giản thôi đấy, rất đơn giản thôi đúng không đấy, đây là cái phần hút chứa bụi này. Mình có cái phần này nữa, mình xem là lắp vào như thế nào. Chỉnh ấy, cứ cắm vào như này thôi à. Ồ. Đây là hút chứ. À, mình nghĩ là muốn thổi thì phải lắp vào đây. Đúng rồi các bạn. Chính xác là như vậy. Bên này là đầu hút. Các bạn thổi các bạn phải lắp vào đằng sau này. Đấy, các bạn lắp vào phía sau này, đầu thổi ra này, đầu này là đầu hút vào nhé. Thổi các bạn lắp vào đầu thổi ra này. Một này. Mình có thể lắp cái này không? Này, lắp cái đầu thổi dài hơn này. Ồ, thổi rất là mạnh các bạn nhé, đấy các bạn này, thổi rất là mạnh luôn, thổi cực mạnh, cũng có tác dụng đấy. Mình nghĩ là thổi như này cũng có tác dụng đấy, các bạn có thể thổi bụi ở trong cái kẽ, khi mà các bạn hút không được, các bạn có thể dùng thổi bụi những cái kẽ. Thế còn cái này, đây các bạn có thể vừa 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 thổi vừa cọ này, đấy. Còn cái này là cái gì nữa đây? Mình xem nào, cái này á. Này có lẽ là một cái đầu thổi to hơn nữa, đầu thổi thổi to này. Rất là mạnh các bạn, mình đảm bảo là công suất cái này mạnh hơn cái máy to kia. Đấy, như vậy là mình sẽ có một này, hai này, mình có ba cái đầu thổi và ba cái đầu hút đấy, một hai ba, mình có ba đầu thổi ba cái đầu hút, hút và thổi mình sẽ có tác dụng. Chỉ hút không thì đôi khi cũng hơi thiếu, cái này vừa hút vừa thổi được, giá 135.000 thì mình nghĩ rất là rẻ đấy. Đây là cái máy hút bụi cầm tay Tamashio. Mình xem cái dây sạc này xem nào, dây sạc này thì mình nghĩ nó cũng giống như cái sạc của cái máy hút bụi trước mình sử dụng rồi thôi. Sạc này nó sẽ cắm vào cổng USB 5V và nó sẽ tăng áp lên 8,4V, lại tăng áp lên 8,4V của sạc, nó sẽ có cái đèn báo sạc đầy. Thì thử xem là cái dây cắm vào đây, cái này cắm vào đây đúng rồi đấy, đây sạc cắm vào đây, cắm vào đây sạc này, cả sạc của USB rất là tiện. Mình nghĩ là với cái số tiền 135.000 bỏ ra thì cái máy hút này mình thấy nó rất là đáng đáng mua. Lực hút rất là mạnh, nhỏ gọn mạnh. Quạt pin thì mình nghĩ nó cũng giống như cái kia thôi. Mình sẽ tháo luôn thử cho các bạn xem luôn, vì cái những cái này nó đơn giản nên mình sẽ tháo thử, giống như cái máy hút bụi lần trước mình đã tháo, thì cái máy này mình sẽ tháo cho các bạn xem bên trong là nó sẽ cấu tạo như thế nào và quả pin nó có giống như thế kia không nhé. Đấy, mình làm video chia sẻ với các bạn thì mình cũng không quên cái khoản là tháo ra nghiên cứu xem bên trong nó như thế nào. Mình sẽ tháo ra này, nó có ba ốc thôi. Ba ốc, hai ốc ở đây nữa, hai ốc đây. Đúng ba ốc không? Đúng rồi. Có một điều nữa mình thấy càng tăng thêm cái giá trị của cái máy hút này, đó chính là các bạn có thể nhìn qua cái khe này, các bạn nhìn thấy cái cánh quạt của nó là bằng kim loại
Đấy, cái cánh quạt hút của nó là bằng kim loại. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy cái hút bằng kim loại. Nếu mà các bạn để ý cái máy hút lần trước mình có tháo, các bạn xem mình có thể chỉ cho các bạn xem cái quạt hút này của nó bằng nhựa, cái này là bằng kim loại. Đấy, như vậy là càng tăng thêm cái phần giá trị chứ cái máy hút bụi này. Thực sự là mình loay hoay một lúc mà mình cũng chưa tìm được cách tháo cái này ra các bạn. Mình đã tháo hết ba con ốc này ra và mình cậy cậy các thể loại, mà cái nắp đằng sau này rất là cứng chặt không thể tháo ra được. Mình cũng chưa hiểu là nó lắp vào kiểu gì, nhưng mà thực sự là nếu mà với cái mức giá 135.000 với lực hút và với cái độ hoàn thiện lắp ráp như thế này thì thực sự là đáng mua. Mình đề xuất với các bạn là nên mua, nên dùng. Đấy. Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm cách tháo ra nên thôi mình sẽ dừng video ở đây. Vì mình sẽ trải nghiệm sử dụng tiếp cái này đã, đến khi nào nó hỏng pin thì mình sẽ thử tìm cách tháo ra, nếu một là nó vỡ hay là mình có thể tháo được, mình thay pin sau. Thì hy vọng là cái thời lượng pin của nó sẽ dài. Hy vọng là thời lượng pin của nó sẽ ổn hơn là cái máy hút bụi kia. Mình sử dụng 1 năm rưỡi là hỏng pin rồi. Đấy. Thôi mình sẽ dừng video ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.